Thôi chào em trai, ngồi đi em. Mời nhà gái. Nhà gái đó có mặt rồi, nhà trai cũng có mặt rồi, hai bên chỉ cách nhau cái hàng rào tình yêu thôi. Bây giờ mình nói bắt đầu giới thiệu cho hai bên cùng nghe luôn nha. Mời nhà trai. Chào ông Mai Quỳnh Linh. Xin chào. Bà mối Ngọc Lan. Dạ. Chào bạn gái bên kia. Tôi giới thiệu, tôi tên là Trương Thành Linh, năm nay 55 tuổi. Quê gốc của tôi ở Quảng Bình. Hiện nay đang sinh sống và làm việc tại thành phố Phan Rang, Tháp Chàm, tỉnh Ninh Thuận. Tôi đã từng công tác trong quân đội 33 năm. Wow. Năm 2019, hoàn cảnh kinh tế gia đình khó khăn. Lúc đó còn bệnh tật cho nên là xin nghỉ hưu sớm. Năm 2019 thì được sự quan tâm tạo điều kiện của em gái thì hai anh em thành lập công ty bất động sản. Vậy là hay rồi đó. Nhìn anh lớn tuổi hơn tôi mà nhìn anh trẻ hơn tôi luôn á. Đó là nhà trai của chúng tôi. Mời nhà gái. Em chào anh Quyền Linh, em chào chị Ngọc Lan và chào các khán giả trong trường quay ạ. Em tên là Phạm Thị Giang, em sinh năm 1977. Em thì tốt nghiệp Đại học Tài chính Kế toán Hà Nội. Wow. Ra trường thì làm kế toán. Bên đây buôn bán bất động sản, làm kế toán tính tiền ngon ha. Nhanh lắm á, phần trăm đồ tính nhanh lắm. Mình nói chút xíu về ưu điểm khuyết điểm đi anh Linh. Ưu điểm của mình ấy, lớn lên là sinh ra trong gia đình hoàn cảnh rất là nghèo khổ. Cho nên là lớp 3, lớp 4 là tự lập rồi. Đi làm thuê, làm mướn. Đến hết lớp 12 thì thi vào trường sĩ quan quân đội. Về làm chủ nhiệm khoa giáo viên trường quân sự tỉnh. Quá. Sau đó thì mình không muốn phát triển nữa. Lúc đó lon anh đeo lon là lúc gì? Lúc đó nói chung về hưu là thượng tá. Rồi vậy là tốt rồi. Có khuyết điểm gì không anh? Ưu điểm thì nhiều, khuyết điểm thì cũng nhiều. 50-50. Ưu điểm của tôi là thật thà, chân thành, dễ tin người. Cho nên là bây giờ ai mà nói ngọt hoặc là ấy là mình dễ tin người làm gì. Bản lĩnh chính trị anh đâu? Dễ bị mất tiền lắm. Hả? Nhưng mà được cái là rất là độc lập, bản lĩnh, nhanh nhạy. Lý lịch trích ngang ảnh là số 1 rồi đó. Bên đây sao, ưu điểm, khuyết điểm sao? Ưu điểm của em được cái là trung thực nhưng mà được cái là hòa đồng. Còn khuyết điểm thì thực ra là hơi nóng tính một chút. Nhà trai chưa nói khuyết điểm. À? Để nhà trai nhận khuyết điểm. Khuyết điểm nhiều lắm. Cái điểm thứ nhất là tính hơi nóng, cũng có thể là do bành nghề nghiệp, con nhà lính tính nhà quan quen. Thứ hai là nhanh thì thành lanh chanh, tức gọi là hầu đầu chút. Ví dụ hay rớt điện thoại bể cái nồi kia là có. Ở một mình mà ly hôn năm 2012 thì mình sống từ đó đến nay là toàn một mình không à. Cho nên là mọi công việc gia đình tất cả là đều phải tự lo hết. Về nhiều khi mệt mỏi quá, công việc rất là nhiều. Thì về nhiều khi là đồ bề bộn này, nấu ăn là không biết nấu ăn. Hiện nay anh có con chưa anh? Có hai đứa con. Lớn nhất nhiều anh? Sinh năm 97, học ra trường Đại học Sư phạm. Rồi, đứa thứ hai thì sinh năm 2000, học Đại học Du lịch. Hiện nay hai đứa ở với mẹ nó. Trước đây thì chủ yếu tài sản mấy mẹ con lấy hết. Rồi giờ cái anh bây giờ kinh tế của anh ổn định không? Bây giờ lương nhà nước thì nhà nước nuôi tháng 13 triệu. Rồi còn cái kinh doanh bất động sản nữa? Kinh doanh bất động sản thì tháng kiếm vài chục thôi. Kinh doanh bất động sản thì tháng kiếm vài chục thôi. Rồi. Trời ơi, ngon lành. Có nhà riêng cho anh? Nhà mình thì 94 m². Nói chung là bên đây ổn định gì đó. Nhà gái thấy sao nè? Ngon à, thấy ngon à. Ừ. Tình trường mình sao chị? Từ trước đến giờ là chưa bao giờ được lấy chồng, chưa bao giờ được lên xe hoa. Bây giờ vẫn còn rất là ấm ức. Ủa? Vậy thì em hỏi luôn là cái tiêu chí về người đàn ông của chị là như thế nào nè? Thực ra là tiêu chí của em thì thứ nhất là một người đàn ông độc lập, có thể chia sẻ cuộc sống gia đình với lại em thôi. Bên đây độc lập, độc thân, độc đáo luôn. Mà lý do tại sao một cái cô gái cũng xinh đẹp, sinh năm 77 cũng đâu phải là lớn lắm đâu. Không có mối tình nào hết hả? Thì sao? Có rất nhiều người hỏi em tại sao đến giờ vẫn chưa lấy chồng mà em cũng không biết trả lời. Và bây giờ bắc thang lên hỏi ông trời thì cũng không ai trả lời em cả. Nhưng mà em khó quá, sao tình, tức là không có một mối tình nào. Dạ không có luôn. Mình có mối tình thoáng qua không chị? Thoáng qua thì có thể là em có một cái tình cảm nói chung là tương đối sớm. Cái tình cảm đấy nó khắc sâu quá. Sau đó thì những cái đối tượng về sau thì em cảm thấy là cứ không có phù hợp với lại cái suy nghĩ của em ấy. Có như rất nhiều người mà họ muốn hẹn hò với mình, thế nhưng mà họ lại tức là họ chỉ muốn hẹn hò thôi, nhưng họ lại không muốn đi đến cái bước cuối cùng ấy. Có nhiều người ta muốn hẹn hò trước rồi ta tính toán sao rồi sao? Dạ thì đối tượng em cũng không biết là có thể là chưa đến duyên hay sao, những cái đối tượng đối với em thì họ toàn chỉ là muốn hẹn hò thôi.
cái mục tiêu của em cuối cùng vẫn là một người chồng đối với mình để chia sẻ cuộc sống. Rồi, để đó. Có cần chiều cao hay là ngoại hình như thế nào không? Dạ, để làm qua làm coi luôn. Ngoại hình chiều cao các thứ thì em cũng không có quan điểm. Anh tuổi lớn hơn Linh nhưng nhìn anh trẻ hơn Linh. Để qua anh coi. Nhon nhon người không phải mập như Linh. Dạ em chào anh. Trời ơi đúng là... Ngân mơ. Dạ. Anh là nhìn anh trẻ hơn chú Linh của em thiệt luôn á. Trời ơi. Anh lớn hơn tôi mà Ngọc Lan kêu bằng anh. Còn tôi trẻ hơn ảnh, Ngọc Lan kêu bằng chú. Ta kêu từ hồi nhỏ rồi chứ bộ. Con dìm hàng chú quá. Con dìm hàng chú quá. Bây giờ tiêu chí của một người vợ tương lai của anh là như thế nào anh? Tiêu chí không quan trọng lắm. Quan trọng nhất là đạo đức, thật thà, chân thành. Chị bên kia chị thiệt thà lắm. Biết kính trên, nhường dưới, đối nhân xử thế, ngoài giao và biết nấu ăn. Mình chỉ nhiêu đó thôi. Anh ơi, giờ chị kia là chị phải quyết lấy chồng cho bằng được á. Anh nhắm sao? Bên này ok luôn. Ok luôn đúng không? Được cái con người là chỉ có làm việc thôi. Không hút thuốc lá, không ăn nhậu, không cờ bạc, không cá độ, không chích, không nghiện hút. Thấy chưa? Dạ. Nhưng mà vấn đề chỗ nè, bây giờ anh đang ở Phan Rang. Dạ. Còn chị đang ở Hà Nội. Hà Nội. Cái khoảng cách như vậy đó, ở Hà Nội chị ở với ai? Dạ em ở mình ạ. Ở nhà riêng hả? Dạ em ở nhà thuê. Nhà thuê, còn gia đình mình ở đâu? Gia đình em ở Bắc Giang ạ. À chỗ vải thiều rồi kia đó. Dạ vải thiều Bắc Giang, Lục Ngạn. Hồi đó dịch Linh có bán vải thiều vô Bắc Giang đắt lắm. Nếu mà hai người có duyên, có nợ á, thì chị có muốn có thể về Phan Rang được không? Vị trí địa lý đối với em thì nó không quan trọng. Nó quan trọng là cái người đối xử với mình và chia sẻ với mình cuộc sống về sau á. Dạ, đúng. Ngon lành. Đúng đó. Rồi bây giờ thì còn chần chờ gì mà chúng ta không hỏi người thân? Đúng rồi. Chị gái đi với ai vậy chị? Dạ, các bạn gái của em ạ. Nói về bạn Giang thì là thực ra bạn Giang là người rất là hiền lành và nhút nhát nữa. Thực ra để mà nói thì là bạn là người sống hướng nội, ít khi mà đi ra ngoài cái chơi với ai, nên là thế hôm nay cũng đến một chương trình này thì cũng là một cái duyên rồi. Tôi thấy anh bên này cũng rất là ok. Nếu mà được cái duyên thì chúng ta hãy cho nhau một cơ hội. Dạ, em xin cảm ơn ạ. Dạ, cảm ơn nhà gái. Còn anh mình đi với ai? Anh đi một mình. Dạ không sao, có chú của em lo cho anh nha. Thôi vậy thì mình mở rào. Chuyện là của anh nhá. Anh Linh nhá. Hai người tên Linh mà ông trẻ quá. Rồi bắt đầu đi anh Linh. Bạn xin làm đây. Hôm qua cũng vội, thực sự rất là vội vàng, cho nên là em cũng không có chọn quà gì nhiều lắm. Thì em chỉ có một cây bút là tặng anh, nó hy vọng là nó tạo lên giá trị cuộc sống của anh. Anh không biết nấu nướng, thực ra là em cũng có một cái may là em cũng tương đối khéo tay. Cho nên cái nấu nướng thì em nghĩ là em có thể xử lý được. Nhưng mà nếu mà hai người mà nóng tính quá như khi quăng quật nồi niêu thì cũng sợ đấy anh nhỉ? Nói chung là tính của anh thì nói chung là nghề nghiệp thôi. Nhưng mà mình biết, nhưng mình khắc phục dần. Anh ở miền Bắc tính ra là 6 năm. Nhưng mà thời tiết khí hậu của miền Bắc là anh không phù hợp đối với anh. Hồi đó anh học ở đó 3 năm trời. Bơi lội với cái nhiệt độ 8 độ C, 12 độ C. Anh đã từng bơi mười mấy 20 cây số. Bơi kinh khủng lắm. À. Nhưng mà anh không hợp, ở ngoài đó là hầu như anh bị bệnh rất là nhiều. Dạ. Viêm xoang, dị ứng thời tiết. Cho nên khi vô miền Nam thì thời tiết khí hậu ngoài nó lại hợp với anh. À, bây giờ anh không thể rời cái đất Phan Rang, rất là khó. Mặc dù có thể yêu, có thể thương ấy, nhưng mà yêu thương có thể mình đi lại thăm non thế nọ thế kia thôi, đi du lịch thôi. Thế còn nếu để rời khỏi đất Ninh Thuận anh không rời được. Anh nói trước để em dạ. thông cảm, đúng không? Dạ. Thực ra ấy thì em thì sinh ra ở thị xã Bắc Ninh, lớn lên thì ở thành phố Bắc Giang và học đại học thì ở Hà Nội, nhưng làm việc chủ yếu ngày xưa là ở Sài Gòn. Em vào Sài Gòn từ năm 2003 và năm 2013 ấy, thì có biến cố một chút về là bố em cũng bị bệnh ốm nặng, cho nên là em mới về Bắc. Bố em mất là 2016. Thì em lại vào trong Vĩnh Long công tác, chứ em cũng không công tác ở ngoài Bắc nhiều. Cái vị trí địa lý em không quan trọng, tại vì bản thân gia đình nhà em thì nó không có vướng bận gì cả. Thực ra là ở một mình mà nuôi có mỗi con mèo thôi, cho nên chẳng ảnh hưởng gì cả. Đi đem theo con mèo thôi đúng không? Dạ, đi là phải mang theo con mèo chứ không khổ thân nó. Thực ra là cả một cuộc sống thì khi mà bố em mất ý, có lẽ em thiếu thốn cái tình yêu thương của gia đình đúng không? Không. Khi mà bố em mất là em vẫn chưa có gia đình.
cho nên là bố rất xót xa. Em nợ bố một lời hứa đó. Dạ. Anh muốn nói gì? Anh chia sẻ hai là em cố lên. Cuộc sống tất cả mọi vấn đề là do mình. Nhiều khi phải ngậm nước mắt để sống. Anh vậy, bố mẹ anh mất hết rồi. Anh khổ từ bé, đi làm mướn làm thuê từ rất là lúc là nhỏ, nhưng mà anh vẫn sống. Bây giờ mình cũng thật ra cũng lớn tuổi rồi. Anh thì cũng không bây còn giờ xin tuổi. Phép ông Mai bà Mối tôi xin hát một bài. Đó, bây giờ để thay đổi không khí. Rồi rồi. Con gái luôn. Bây giờ hát về nó mới tình cảm nè. Đó. Có người lính mùa thu ấy ra đi từ mái tranh nghèo. Có người lính mùa xuân ấy ra đi từ đó không về, rực cháy lên màu hoa đỏ phía rừng xa. Hay rực quá. Cháy lên màu hoa đỏ trước hoàng hôn. Thực ra thì đối với bất kỳ người phụ nữ nào khi mà hy vọng có một gia đình thì cũng có những đứa trẻ. Nhưng mà em cũng không biết là cái tuổi của em thì có thể là có những đứa trẻ được mạnh khỏe hay không. Thế thành ra là em cũng không rõ là anh có muốn những đứa trẻ hay không. Nói chung tâm lý thì ai cũng thích có một đứa con. Yeah. Mà đặc biệt với anh thì khao khát. Hôm nay đến đây thì anh cũng muốn cho mình một cơ hội và em cũng cho một cơ hội. Để mình tiến tới xa hơn, tìm hiểu, hiểu sâu hơn. Dạ. Bây giờ chúng ta đủ sức để có thể đưa ra quyết định. 1 2 3 Chúc mừng. Sau khi phân tích, nói chuyện thì đó, thấy không? Vô cái nắm liền thấy chưa? Bây giờ một nụ hôn đầu tiên nè. Một nụ hôn bên kia người ta chưa có bạn trai nha. Nụ hôn đầu đời đó. Không có gì rung đâu chị, sướng lắm, đã lắm. Thiệt. Chị tính em đi, chị tính em đi, chị bỏ tay ra là sướng lắm, đã lắm. Nè, tận hưởng nè. Thượng tá Linh, quyết liệt. Đó, nó phải vậy đó. Còn chuyện này để đây hoài chi đây? Qua đặc sản Phan Rang đó, đặc sản thành phố Phan Rang Tháp Chàm. Ăn em ăn quên đi, ăn đi chưa anh chị? Dạ dạ ăn đi chị. Nho tình yêu đó. Ăn nho để yêu nhau nhiều hơn. Rửa chưa? Nhưng ăn mà nho là màu xanh anh ạ. Thơ đi kệ anh quên đi ạ. Ngọt nho Phan Rang coi nhăn trái cây tình yêu quá. Chúc hai anh chị hạnh phúc nha. Hiện tại quê là mình ở Vĩnh Long, còn hiện tại là mình đang buôn bán ở Trà Vinh hả chị? Dạ đúng rồi, chợ Càng Long, Trà Vinh. Ừ, chợ Càng Long, Trà Vinh. Rồi, thì chị bán sỉ hay bán lẻ chị? Bán lẻ. Ừ. Rồi, điểm mạnh, điểm yếu mình là gì? Mình đang ở Trà Vinh với ai? Ở với mẹ. Ừ. Rồi mình chủ động mình nói đi chị. À, tụi em không có hỏi tiếp tiếp tục ha. Mình chị chia sẻ tự chủ để giúp em ha. Điểm mạnh điểm yếu của mình là gì chị ơi? Điểm yếu là gì? Hơi bị run trước đám đông. Ừ, yếu là hơi bị run trước đám đông. Còn điểm mạnh? Điểm mạnh thì điểm mạnh thì không biết điểm mạnh. Điểm mạnh thì ví dụ như ca hát, nhảy múa, có cái tài lẻ gì được không? Hay là nấu ăn được không? Hay là yêu trẻ con, yêu động vật, cái gì đó. Những cái điểm mạnh, những cái thế mạnh của mình. À, nấu ăn thì biết nấu nhưng mà nêm nếm không được ngon. Thích trẻ con. À, rồi hát hò gì được không chị? Dạ không. Trời ơi, gái miền Tây là phải biết hát chứ. Gái miền Tây thì cũng có nhiều người chứ đâu phải nhà không biết hát. Rồi không hay biết hát thì lên trên chương trình thì làm gì tặng bạn nam trên sân khấu đây? Bạn nam hát tặng mình làm gì tặng bạn?
khác múa phụ quả. Múa phụ quả hả? Rồi ừ, do là chị anh múa phụ quả luôn. Rồi tình trường của chị như thế nào rồi? À, tình trường là mình có gia đình nhưng mà thôi cách nay là 13 năm chưa có con. Thì cũng ba năm qua cũng không hay. Ừ. Hả? Rồi chị mà lý do vì sao mình đổ vỡ, chị mình ở bao nhiêu năm mà mình đổ vỡ cuộc hôn nhân này? Mới có 3 tháng rồi, tại vì vô là mai á. Thì không hiểu nhau á. Thì thôi. Rồi sau đó thì chị có tìm hiểu ai không? Thì cũng có tìm hiểu một hai người nhưng mà không đi tới đâu. Lý do gì mình sao mình tìm hiểu một hai người đó thì mình tìm hiểu bao lâu mà không đi tới đâu vậy chị? Giống như cũng vài tháng cũng như không hiểu mà không hợp nhau á. Với thời gian, tính chất thời gian công chuyện, công việc á. Rồi thì em lên chương trình này em kiếm bạn nam là từ tuổi là từ 36 cho đến 45. 36 đến 45. Ví dụ như người ta cũng lỡ dở hôn nhân, ta đang nuôi con thì ok không? Dạ được chứ. Cái đó thì em cũng quan trọng. Chứ quan trọng hai người hợp nhau thôi. Rồi khi mà chương trình tìm được người cho chị thì chị có lên Sài Gòn để tham gia chương trình được không? Dạ được chứ. Rồi cái anh đó thì chị muốn là anh đó quê quán ở đâu? Ví dụ như anh đó anh đang ở trên Sài Gòn, chị có thể lên sinh sống với ảnh và buôn bán với ảnh được không? À dạ được chứ. Dễ ta. Cái đó thì cũng dễ mà. Rồi về ngoại hình thì chị thích một mẫu người đàn ông như thế nào? Nói chung là cũng không quyết định, nói chung là biết nấu ăn. Trung thể thì trưởng thành á, dạ như trưởng thành thì giúp vợ con vậy đó. Nói chung phụ giúp vợ con. Ngoại hình thì nói chung là nói về nhan sắc á thì nói nhìn thì cũng được, hoặc là không đẹp nhưng mà có gì thì cũng được. Rồi nhưng mà bây giờ nha, ngoại hình nhìn cũng được, nhìn cái gì cũng được, kể em nghe coi. Thì nha thì như mặt nhìn cũng được, chứ nhìn nếu mà không đẹp mà có duyên thì cũng được. Mình mô tả ngoại hình là cũng của em là gương mặt nha. Gương mặt đúng không? Ngoại hình mặt mạp. Rồi, cao mắt 1m7 là được. Chị cao mét mấy mà chị đòi cao 1m7? 1m58. 1m58 thì ta 1m65 được rồi. Từ 36 đến 45 tuổi. Đúng này mới vui thì. Dạ. Cao được 1m7 đó, mày nói thật luôn á. Thì chỉ là vậy thôi, nhưng mà nếu mà gặp thì nếu mà thấy ưng ý là chiều cao, nhan sắc là không quan trọng nữa. Rồi quê quán thì không trọng ở đâu luôn đúng không? Quê quán thì nếu mà ở trong miền Tây luôn được, mấy tỉnh Tây luôn được cũng được. Còn Sài Gòn đổ về quê quán là từ Đà Lạt đổ vào á. Từ đâu? Từ Đà Lạt trở vào. Đà Lạt trở vào. Ok. Từ Đà Lạt. Đà Lạt hay Đà Nẵng? Đà Lạt. Ừ rồi, Đà Lạt về miền Tây rồi. Còn gì nữa không? Chị cần nhu cầu gì nữa không? Dạ thì chưa nghĩ ra. Chưa nghĩ ra nữa hả? Rồi chị suy nghĩ đi ha. Rồi. Dạ rồi. Chị ha. Rồi buổi casting ngày hôm nay đến đây kết thúc rồi chị ha. Có gì thì chương trình sẽ liên hệ lại. Dạ. Giờ chị tắt cuộc gọi rồi giúp em nha. Bấm nút đỏ á. Rồi cảm ơn chị. Ta giúp em được không ạ? Rồi. Mình giới thiệu một chút về các thông tin cá nhân của mình trước nhé, như là tên tuổi này, nghề nghiệp hiện tại, cũng như là quê quán của mình này. Rồi mời chị ạ. Nghe bên đó nói nhỏ quá mà không có nghe.
Dạ chị ơi, giờ mình chủ động chia sẻ bản thân giúp bên em nha, là mình họ tên gì, sinh năm bao nhiêu, hiện tại đang ở đâu, làm công việc gì nha chị. Mình cứ chủ động nói chuyện nha chị. Rồi. Dạ dạ dạ. À, mình tên là Lưu Thị Hồng Đào. Mình sinh năm 1983, mình đang công tác tại trường mầm non ở quận 7. Công tác tại trường mầm non là mình là giáo viên mầm non hay là làm gì ạ chị cụ thể ạ? Chị có nghe rõ em nói không nhỉ? Dạ nghe mà rất là nhỏ, có câu được không không? Hiện tại mình đang làm ở trường mầm non, là mình làm vị trí gì ạ? À, mình là giáo viên mầm non. À, là giáo viên mầm non. Vâng, mình là người Sài Gòn luôn hả chị? Hiện tại thì mình đang ở đâu? Mình là ở quận 7, thành phố Hồ Chí Minh. Quận 7 luôn. Rồi, chia sẻ giúp em về về nhiều hơn về bản thân đi nào. Về tính cách của mình này. Bạn có thể nói lại cho mình. Chị chủ động chia sẻ giúp em nhiều hơn về bản thân được không ạ? Về tính cách của mình này, mọi người nghĩ mình là người như thế nào, ưu nhược điểm của mình là gì? Mình là người mà cũng không có năng động lắm, không có hoạt bát lắm. Mình biết người sống tốt, cái ưu điểm của mình là mình bạn bè gì đâu. Rồi. Thế trong tình yêu thì mình là người như thế nào? Mình chia sẻ cho em về cái câu chuyện tình yêu của mình được không? Tình trường của mình như thế nào? Mình đã có gia đình nhà. Mình đã ly hôn được 10 năm rồi. Mình có hiện có một bé trai là 6 tuổi rồi. Thì đó đến nay thì mình cũng có 2 tình trường. Mà cũng... lý do chia tay, vì sao mình lại lý do mình đổ vỡ hôn nhân là chị là gì hả chị? Cái hôn nhân mình là có mình sai là do là cũng hợp với ông xã quản lý cũng được, là do ông xã khỏe quá thì có nhiều cái mình không có đáp ứng được á, thì gia trưởng quá là như thế nào hả chị? Áp đặt hay là anh chính bên mình có nhà cháu không có được, mỗi lần mà xin việc đi về rất là khó khăn. Thấy như vậy là thế nào cũng sống hôn nhau, nó cũng không được. Tục quá mẹ ơi, sao đấy? Vậy thì bây giờ mình có nhu cầu tìm bạn nam như thế nào ạ? Bạn nam là từ 40 trở lên, lớn hơn mình là được, 40 đến 50 tuổi thì có công việc xíu, nếu làm bên hoạt động tốt thì dịu dàng hơn, lại biết cách cư xử á. Thu nhập thì thế nào hả chị? Thu nhập thì có công việc ổn định là được, không cao lắm. Vì mình đi làm mình có thu nhập. Rồi còn chiều cao hay là quê quán của bạn nam có có gì mình cần phải lưu ý không? Bạn nam theo đạo có được không? À, mình thì nếu mà bạn nam thì bên đạo Phật càng tốt, tại vì mình làm ở cái bên nhà nước á, thì
còn cái phần chiều cao và mình quá thì mình không quan tâm nữa đâu. Rồi, ok ạ. Rồi cảm ơn chị là em đã chương trình đã nhận thông tin của mình này. Thì nếu mà mình vượt qua cái vòng casting đầu tiên này thì sẽ có biên tập làm việc cụ thể về nội dung với mình ở vòng 2 và hẹn mình và tìm cho mình người phù hợp nha chị. Rồi cảm ơn chị ạ. Cảm ơn. Ủa anh để đâu?